Quang Đậu xin chào các bạn. Chiều hôm nay là ngày 25 là Tết thì Quang Đậu cũng ra ngoài xem thử tình hình đường phố Phan Thiết như thế nào. Và mình cũng đi mua cái trục lên dây đàn. Tại vì từ ngày giờ là trục đàn nó hư rồi. Đàn mình chỉ đàn có 5 dây thôi các bạn. Từ ngày giờ đàn có 5 dây à. Hôm nay là mình đi mua trục đàn và đi mua dây đàn, thì cũng mời các bạn ơi xem đi cùng với mình để xem cái đường phố Phan Thiết mình trong những ngày này như thế nào. Còn có mấy ngày nữa là Tết thôi. Thì bây giờ mình cùng với các bạn đi đây nha. Đây là dòng sông Cà Tì mương máng của quê mình đó các bạn. Chiều nay là khoảng 5 giờ, khoảng 5 giờ chiều. Ánh nắng mặt trời vừa cũng vừa chiều. Quang Đậu đang đứng trên cầu nha các bạn. Cầu Trần Hưng Đạo nha các bạn. Đây là bên hông của cái đường Trưng Trắc. Hôm nay là coi như thấy những cái bông hoa vàng trang trí trên dọc theo những cái bờ sông Cà Tì. Nói chung là năm nay thì tình hình phố xá thì cũng nhộn nhịp đấy, mặc dù là dịch bệnh cũng đang sống ở trong cái cuộc sống bình thường mới, nhưng mà mình thấy cái Tết nhất thì còn mấy ngày nữa thì đường phố nói chung là cũng tưng bừng đó. Đây là dòng sông Cà Tì, bên cạnh dòng sông Cà Tì thì hôm nay thì chúng ta thấy coi như là cũng đang bày bán những cái hàng phục vụ cho những ngày Tết. Ở đây là vườn bông cũ, gọi là vườn bông cũ của thành phố Phan Thiết. Hôm nay coi như phân lô, được phân lô để người ta bán cho cái hàng Tết này. Từ chiều cũng nói chung là cũng hơi tối, ánh sáng nó cũng không thuận lắm. Đây là trước mặt của đường, đây là đường Nguyễn Huệ, trước mặt của cái tiệm đàn Nguyễn Nhân Cung. Đây mình sẽ ghé vào đây. Nguyễn Nhân Cung thì là tên của ông già của chủ tiệm này, coi như là cha truyền con nối. Trước kia coi như là ông cũng sửa đàn bán đàn, hôm nay là con cái, bây giờ bữa nay là coi như Nguyễn Nhân Hiệp cũng giao lại cho con cái rồi. Mình mua trục đàn ở đây, trên đây là trên đường Nguyễn Huệ. Đây là đường vào chợ Phan Thiết. Cái khu này là khu Hùng Minh, trước là cái vườn bông cũ của thành phố Phan Thiết. Hôm nay được bày bán phân lô để mà bán phục vụ cho những ngày Tết. Thì các bạn thấy là coi như là buổi chiều giờ này thì người ta vẫn cho đi xe chạy trong cái khu vực này, chứ còn về tối là coi như là không được vào đây nữa. Coi như là những năm bình thường thì có khoảng là 24-25 Tết là coi như người ta phân lô và để cho những người mà thương buôn đăng ký để bán hàng nơi đây. Đây là cầu giữa, cầu Dục Thanh đây các bạn. Cầu treo, là cầu treo cầu Lê Hồng Phong. Đây là cái tháp nước Sacado của Phan Thiết của mình trước giờ, đó là cũng là một cái huy hiệu của thành phố Phan Thiết. Dòng sông êm lặng đó các bạn. Thường thường trên bờ sông này thì mùng 1, mùng 2 Tết là có thể là đua thuyền. Đó, các bạn thấy có hoa đào rực rỡ. Phan Thiết năm nay là trang trí cái hoa đào dọc theo bờ sông Cà Tì. Đó, bờ sông Cà Tì đó các bạn. Đây là khu vực hồi trước là nhà thiếu nhi. Nhưng mà nhà thiếu nhi là di chuyển rồi. Hôm nay là giao lại cho thành phố Phan Thiết. Cái khu vực này là thường thường là những nhà quay phim hoặc là đài truyền hình cứ hàng năm Tết có thể là quay phim ở đây là làm phim ca nhạc. Đầu dốc của cầu giữa của treo xa xa này các bạn thấy là đó, thành phố Phan Thiết là coi như là nó là như thế.
dòng sông hôm nay là rất là êm ả ở trong buổi chiều 24-25 Tết. Các bạn này là đi chụp hình đó. Các bạn này chụp hình đó, hoa đào rực rỡ. Thằng Thiết có hoa đào rực rỡ đó, các bạn thấy thành phố Thiết mình năm nay là hoa đào nở. Thì qua cái chỗ ngã ba ông Trần Đạo thì ở đây là cái khu vườn bông của cái ngân hàng ủy ban tỉnh. Đây là tiếp giáp với đường Trần Hưng Đạo đó, BIDV ngân hàng. Đây là con đường Trần Hưng Đạo đó, sẽ nối dài về cái trục lộ từ quận tư. Đây là cái khu vòng xuyến của tượng đài chiến thắng của thành phố Phan Thiết mình đây. Cái biểu tượng của hình mẹ ngư, Má ngư, anh hùng Má ngư của thành phố Phan Thiết của mình. Mình sẽ quẹo lại cái đường đại lộ Tất Thành. Các bạn thấy trang trí cho những ngày Tết này. Mình từ ngày giờ là không có đi ra phố, hôm nay chỉ nhân tiện là đi mua trục đàn về thay thôi. Tại trục đàn và dây đàn thì không có, có 5 dây đàn từ ngày giờ rất chán. Nhưng mà cũng đang sáng tác phổ thơ cho các bạn của mình. Đó, mình đi vòng qua một vòng thôi, các bạn cũng hướng mắt nhìn theo. Tại vì mình cũng ít thích làm những cái clip như thế này lắm. Cái vòng qua vòng lại, cái chạy xe chạy đi chạy lại. Nhưng mà làm như vậy thì những cái clip mà cũng có nhiều người ta thích xem. Nhưng mà mình ngược lại thì mình ít khi mà mình đi quay như thế này. Chẳng qua bây giờ trong cái dịp mà mình đi thôi, mình ráng rồi mình ghi lại những hình ảnh để cho một số anh em bà con mình ở nước ngoài hoặc là trong các tỉnh khác nhìn thấy cái thành phố Hồ Chí Minh của mình những ngày này như thế nào. Mình thích làm ca nhạc, mà cái lạc nhạc thì đụng tới bản quyền rất nhiều các bạn. Còn làm cái này thì nói chung là một số anh em mà đi đeo đuổi cái nghề từ A đến Z, cái chạy quay phim và để camera hành trình để như thế này thì rất là nhiều người coi, và YouTube cũng không có đánh bản quyền làm gì. Còn mình ngược lại, mình làm ca nhạc thì đụng bản quyền nhiều lắm các bạn. Hoặc là một số hình ảnh khác mượn bạn bè ở trên đồng nghiệp thì họ cũng cho rằng là coi như là ăn cắp bản quyền, nên là rất phiền. Thì thôi, chuyện cái gì hay chuyện thì ai đấy làm. Rồi bây giờ mình chỉ ghi lại những hình ảnh như thế này. Các bạn thấy cũng bày bán bông dọc theo lề đường hành lang. Nói chung là những cái năm mà không có dịch thì nói chung là mình cũng hay đi, nhưng mà hôm nay tình cờ thôi thì mình cũng ghi lại đó. Người ta cũng buôn bán bày ra ngoài hành lang. Hồi trước là bây giờ rất cấm nha, rất cấm hành lang đi bộ mà cứ buôn bán như thế này. Hồi trước là coi như là công an cũng phải vẽ một cái vạch đường cấm, nhưng mà bây giờ thôi cũng loạn xạ nè, ô mít ô méo gì coi như cũng loạn xạ luôn. Đây là vòng xuyến của TC Palace vào nhà mình. Đến đây thì coi như là đèn đã sáng, bắt đầu rồi, cũng khoảng 6 giờ. Và đây, nhà nghỉ 89 mình sẽ xuất hiện ở trên cái bầu trời. Và thôi, mình cũng xin chào các bạn đến đây, là chúc các bạn ăn Tết vui vẻ trong năm mới, năm 2022. Xin chào các bạn.